Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona COVID-19 gây ra, cuộc chiến đấu chống lại dịch bệnh đang được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng khoa học quốc tế. Những phát hiện mới nhất về virus này cho thấy con người đã đánh giá thấp dịch bệnh này khi nó mới xuất hiện. Thông tin được tổng hợp từ trang Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế. Virus corona chủng mới từ người bệnh có thể đi xa 4 mét hay không? Một nghiên cứu mới xem xét các mẫu không khí xung quanh giường người bệnh COVID-19 của các nhà khoa học Trung Quốc nhận thấy virus có thể đi xa tới 4 mét. Kết luận được công bố ngày 10 tháng 4 trên tạp chí Các bệnh nhiễm mới xuất hiện của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ. Đây là khoảng cách xa gấp đôi so với những chỉ dẫn hiện nay khuyến cáo người dân cần duy trì trong khi thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch bệnh COVID-19. Virus vẫn sống và sinh sôi ở nhiệt độ cao. Nhóm nhà khoa học Pháp cho biết họ đã phải nung nóng ống nghiệm chứa mẫu virus SARS-CoV-2 trong vòng 15 phút ở nhiệt độ 92 độ C để tiêu diệt hoàn toàn loại virus này. Các nhà khoa học tiến hành đun nóng virus ở nhiệt độ 60 độ C trong 1 giờ và nhận thấy một số vẫn sống và có khả năng sinh sôi. Họ phải tăng nhiệt độ lên gần 100 độ C mới tiêu diệt hoàn toàn virus. Thông qua nghiên cứu này, các nhà khoa học Pháp đã cảnh báo về việc đảm bảo điều kiện an toàn trong các phòng thí nghiệm thực hiện nghiên cứu về virus SARS-CoV-2. Đối với virus SARS-CoV-2, nhóm nghiên cứu người Pháp đã phát hiện ra rằng loại virus này cần đến nhiệt độ cao hơn thì mới có thể bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Một người nhiễm COVID-19 có thể lây cho 5,7 người. Các nhà khoa học của Phòng Nghiên cứu Quốc gia Los Alamos, New Mexico, Mỹ đã phát hiện một người nhiễm COVID-19 ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, trung bình lây cho 5,7 người khác, cao hơn gấp đôi so với ước tính ban đầu. Trước đó, các nhà dịch tễ học ước tính chỉ số lây nhiễm của virus SARS-CoV-2 chỉ khoảng 2-3, nghĩa là một người lây nhiễm cho 2-3 người dựa trên dữ liệu của Trung Quốc. Kết quả mới này có thể giúp cơ quan chức năng điều chỉnh các chiến lược liên quan đến khống chế dịch bệnh và vaccine. Các nhà khoa học phát hiện 3 chủng của virus SARS-CoV-2 ở Trung Quốc, châu Âu và Mỹ. Các nhà di truyền học của Anh và Đức đã phát hiện quá trình biến đổi của virus corona chủng mới và xác định loại virus đang gây ra dịch bệnh COVID-19 trên khắp thế giới hiện nay đang tồn tại 3 biến thể. Nhóm nghiên cứu đã gọi 3 biến thể của virus corona là chủng A, B và C. Chủng A gần nhất với loại virus được phát hiện ở loài rơi. Loại A được tìm thấy ở những bệnh nhân người Mỹ sống ở Vũ Hán, Mỹ và Australia. Các biến thể phổ biến nhất được tìm thấy ở Vũ Hán là chủng B. Trước khi đột biến, chủng virus này dường như không lây lan xa hơn khu vực Đông Á. Cuối cùng, chủng C là biến thể được tìm thấy hầu hết ở các nước châu Âu dựa trên việc phân tích các trường hợp nhiễm bệnh ở Pháp, Italy, Thụy Điển và Anh. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng biến thể A là căn nguyên của sự khởi phát dịch COVID-19 vì nó liên hệ gần nhất với virus được tìm thấy ở loài rơi và TT. Với hai gen đột biến, chủng B có nguồn gốc từ chủng A, còn chủng C do chủng B sinh ra. Có thể người không có triệu chứng mới có nguy cơ lây lan bệnh COVID-19 cao nhất. Một nghiên cứu mới đây cho biết, có thể người nhiễm COVID-19 sẽ dễ lây lan bệnh cho người khác nhất khi họ chưa có triệu chứng của bệnh. Các nhà khoa học của nghiên cứu thấy khối lượng virus trong các mẫu dịch ở họng cao nhất vào thời điểm bắt đầu có triệu chứng, và điều này có thể hiểu là bệnh nhân dễ lây bệnh cho người khác nhất vào thời điểm trước hoặc ngay khi có các triệu chứng ban đầu. Có thể thấy giai đoạn dễ lây lan nhất có thể sẽ bắt đầu từ 2 tới 3 ngày trước khi triệu chứng của bệnh xuất hiện. Số lượng virus mà người bệnh phát tán ra bên ngoài dường như giảm sau khi bệnh nhân ốm nặng hơn và dần dần giảm cho tới ngày thứ 21 sau khi nhiễm bệnh. Không có sự khác biệt đáng kể trong số lượng virus giữa nam và nữ, các nhóm tuổi và các nhóm bệnh lý khác nhau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.